em không nghĩ rằng là làm lông mày nó lại kiểu nhẹ nhàng như thế. Trong cái lúc mà đi màu á, em còn ngủ quên. Đúng như ý em muốn luôn ấy, là một chiếc lông mày phải tự nhiên nhưng vẫn kiểu hơi cong một tí, nhìn cho nó sáng mặt, nhìn nó kiểu em sẽ giống kiểu là ồ đây là lông mày thật của em. Lông mày em đẹp thật tự nhiên. Ok em.